Dừng lại cho em nói
anh chút xíu được không? Em lại đến đoạn nào rồi anh Thuận? Em chuẩn bị tố anh rồi đấy. Hà vẫn nhìn thấy anh đi với có một cô thôi. Mà anh Toàn đưa những cái bài đấy vào đúng giờ gờ cho em không ạ? À? Nghĩa là những lúc nào mà em cô đơn nhất, hay là đôi khi chẳng dám tâm sự với ai một điều gì cả về chuyện tình yêu của mình, thì lại đúng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đưa bài hát cho Hà. Ngày đó Hà nhớ khi mà sau Tìm Lại Giấc Mơ, sau Ta Lặng Im, thì anh đưa đúng bài Cô Đơn Giữa Cuộc Tình, và thế là hát. Nhưng mà Hà thì luôn luôn kể chính cuộc sống của mình bằng âm nhạc, ít khi nói bất kỳ một điều gì với bất kỳ ai, bởi Hà vẫn luôn luôn sợ ba mặt một lời. Sau này còn cứ phải lời qua lời lại trên Facebook nữa, nên là không dám nói với ai bao giờ. Đấy là chưa nói, mà còn như thế. Cũng may là em vẫn còn có mọi người hiểu, chứ không thì em đi xa lắm, em đi xa anh lắm. Anh Thuận còn có bài này nè, anh viết cho một cô đẹp lắm. Tối nay anh có đi với cô đấy không ạ? À, ngay bên cạnh.